ngày 9 tháng 9, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kim Nhân, Thạch Thi, Quách Văn Tuyến, Trần Hữu Phó, Phạm Trung Tính cùng ngụ quận Tân Bình về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Công an nhận tin báo của hai người đàn ông về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường dùng xà beng, xích sắt tấn công khiến một người bị thương nặng nhập viện điều trị. Bằng nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình xác định và bắt giữ nhóm đối tượng. Qua làm việc, nhóm khai lý do tấn công là do tranh giành địa bàn hành nghề rút hầm cầu. Ngày 9 tháng 9, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1981, là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn, Phan Ngọc Sơn, sinh năm 1983, là tổ viên, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, từ thông tin tố giác của người dân, Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Nghĩa, Sơn có hành vi nhận tiền hối lộ từ các tiểu thương vi phạm ở khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Qua điều tra xác định, lợi dụng việc quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, thu giữ xe, hàng hóa của tiểu thương vi phạm, Nghĩa và Sơn trao đổi riêng với người vi phạm để ra giá trả tang vật vi phạm sớm so với quy định. Mỗi một trường hợp vi phạm, Nghĩa và Sơn thu từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Tính từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Nghĩa và Sơn đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 9 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, là chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Theo đó, Tường điều hành mọi hoạt động của công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê Tây Ninh, làm tổng giám đốc công ty. Đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty Lộc Phúc với số tiền trên 70 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặt điện cực bề mặt vỏ não lập bản đồ vùng sinh động kinh cho một bệnh nhi 6 tuổi. Để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi này, các bác sĩ đã phải đặt điện cực trước 36 đến 48 tiếng để theo dõi. Tiếp đó, trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, tiến sĩ Lê Nam Thắng, trưởng khoa ngoại thần kinh, trung tâm thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các cộng sự, với sự hỗ trợ của 7 chuyên gia đến từ Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn vùng tổn thương gây ra các cơn động kinh cho bệnh nhi. Để đưa kỹ thuật này về Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã có gần 2 năm chuẩn bị. Cá nhân tiến sĩ Lê Nam Thắng cùng một số bác sĩ hồi sức đã sang Mỹ học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật này. Cuối tháng 9 này, sẽ có thêm 3 bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục đi học tập 3 tháng tại Bệnh viện Alabama, Trường Đại học Alabama, Mỹ. Ngày 9 tháng 9, ông Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cho biết 40 học sinh của trường phổ thông trung học bán trú trung học cơ sở Mùn Trung, xã Mùn Trung bị ngộ độc thể nhẹ đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định và đang làm thủ tục ra viện. Theo báo cáo của nhà trường, chiều ngày 8 tháng 9 có một số học sinh đi tắm suối và ăn quả dại, sau đó hái đem về khu nội trú của nhà trường và chia cho các học sinh khác cùng ăn. Sau khi phát hiện một số học sinh có biểu hiện nôn mửa, giáo viên đã thăm hỏi và được biết các cháu đã ăn quả vông. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương đưa các cháu đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cấp cứu. Ông Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo, cho biết huyện đã yêu cầu chính quyền các địa phương, ngành giáo dục, y tế cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về những độc tố có trong quả vông và một số loại cây, củ, quả khác có chứa độc tố đến học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn để mọi người được biết, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.